bông tẩy trang 222 miếng chính hãng, bông tẩy trang quốc dân. Với 3 lớp siêu dày dặn, thấm hút tốt, thân thiện với làn da, thoải mái khi sử dụng. Kích thước 5 x 6 cm 100% bông cốt tông tự nhiên. Giúp tẩy trang và làm sạch mọi bụi bẩn bám trên da. Miếng bông tẩy trang được dệt thành hai mặt giúp tận dụng được tối đa sản phẩm. Sợi bông mềm mịn thấm hút sâu dung dịch tẩy trang và nước hoa hồng, nhẹ nhàng tẩy sạch da. Túi đựng 222 cái có đóng zip thiết kế tiện lợi, đơn giản giúp đóng miệng túi chống bụi. Tặng túi dây rút đựng bông khi mua combo 4 gói.